Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, sắp lại. Giang ơi, Giang phù hộ cho ngày hôm nay tụi con đi, tụi con kiếm được một mớ vàng, vàng thiệt, vàng 4 số 9. Để tụi con về, tụi con sắm vàng, con đeo đầy tay để chảnh với mấy đứa miền thường, để cho nó biết thế nào là đại gia phố núi ngà vàng. Cái thằng bạc tên e đâu mất tiêu rồi? Mày đâu rồi bạc a của? Bạc, cái gì vậy? Tao gọi dược phẩm hả? Bạc a của mày đâu rồi? Mày cứu tao với, bạc a của. Mày cứu tao hay mày xô tao xuống? Mày đâu rồi? Đây nè. Mày cứu tao có bạc a của, sao tao nằm cái thế xấu quá vậy? Cầu quỷ túi. Từ từ, từ từ. Bây giờ tao phải bám vô cục đá. Mày phải tìm cách mày gỡ tao ra. Ê, sao mày chọc quá vậy? Mày bám vô cục đá rồi mày kêu tao tìm cách gỡ mày ra. Vậy hả? Chứ mày tự gỡ được mà. Tao gỡ tao không biết đâu, tao xuống khỏe đâu. Sao tao không thấy đường gì hết vậy? Sao tao không thấy đường gì hết vậy? Của mày đâu? Tao nói thiệt với mày luôn á. Cái quần, cái xà rong tao có 2 miếng nè. Hồi sáng tao mất 1 miếng mà tao không biết ở đâu nè. Trời đất ơi, tự nhiên mày lấy cái xà rong mày quấn lên trên mặt mày chi vậy hả? Trời đất ơi, nè nè, đó đó. Mày thấy không? Mày thấy hai cái nó tương phản nhau không? Mà sao bên này vải dày có hộp, bên này vải mỏng? Mà cái chỗ cần che mày để vải mỏng nhất mày che cái gì? Cái này mặt tiền nó lấp lánh mày ơi, cái này cái khâu hậu cần mày ơi, nó đâu có cần. Từ từ để tao che lại. Trời ơi, tao mình đi ăn cắp vàng mà. Mày đừng có làm quá, thiên hạ họ bắt mình chết. Hiểu không? Mà bây giờ á, mình đã lên núi rồi, mình ở trên này rồi là đã thấy xa con người rồi, mà bị bắt nữa, ở tù trên núi nó còn kỳ hơn nữa, mày hiểu không? Mày, mày ở trên đây á, không có ai á, có nước lâm tặc nó gặp mày nó bắn mày luôn thôi. Tao sợ lắm. Mày sao lên quấn cái mặt cái gớm vậy? Bây giờ tìm cách đi, nghe chưa? Rồi ngồi khấn vái đi. Đem đồ lên đầy đủ rồi nè. Đó, bài ra cúng đi cưng. Rồi. Bài ra cúng đi, khấn vái ông vàng đi, ông vàng cho ngày hôm nay tụi mình thu hoạch tốt. Nè, mày dặn tao mua cái gì là tao mua hết luôn nè. Là tao kêu mày mua bông hướng dương có không? Có, bông hướng dương. Đâu? Nè. Cái này là bông hưởng dương à. Mày mà hưởng dương mấy tuổi mà mày cúng cái này được nè. Cái này mà hưởng dương cái gì? Màu vàng nè, nó nói với tao là cái này là nó làm ra cái hạt hướng dương đâu nè. Cúng đại đi, gói ghém đi, cái gì được cái đó, hay gói ghém đi. Rồi, rồi đủ hết rồi đó. Đó, rồi tao kêu mày mua đâu cam sành đâu? Có. Cam đâu? Nè. Cam sành là cái cam nó bự vậy mà trời ơi, mày cúng vàng, mày cúng gói ghém, mày cúng tiết kiệm, tao có phù hộ. Là miễn có cam với sành là được rồi đúng không? Ừ. Rồi mày cầm cái cam đi nè. Cam nè. Cam sành nè. Có. Mày kẹp vô mày. Mày không có sáng tạo gì á. Mày cúng mà mày bựa quá không được. Mày cúng đồ xịn, ông thấy mày có tiền, ông đâu có cho mày đâu. Mày cúng ba cái đồ rẻ rúng vô, ông thấy mày tội, ông mới cho. Nó nghe nè, cái lòng thành là ông có tựa. Cái lòng thành là phải để thiên nhiên chứ không có tựa giữa cái gì cho nó, để cho nó cắm cho nó đàng hoàng đi. Là phải để giữa trời vậy đó giữa hả? Giữa trời thiên mà, lậu thiên mà. Cái gì dựa dẫm nó không có nên. Có ai cắm hoa mà để cái tờ báo như mày không? Cái thứ gì đâu không thiệt tình. Tuột nó ra nó. Rồi đó. Rồi đó. Qua đi. Rồi đưa vào, đưa vào. Lòng thành đâu? Lòng thành đâu? Hay quá, chừng tao mày giờ mê hoa không biết, tao tưởng mày làm lễ đám cưới rồi. Làm đi. Ê khoan, xí gì? Mày mới thổi gì vậy? Saxophone. Mày ngu lắm con. Cái gì? Cái
cái này là đem theo cho người tâm tưởng mình là người dân tộc thôi. Mày thổi cái này là mày trù đó. Ủa thổi này là trù hả? Ờ mày trù đó, mày cái tiếng nó không tù. Hả? Nghe nó trù không? Tự nhiên tao mày lên núi thổi tù, nó bắt tao mày tù vậy. Không. Trời ơi quên cái chữ tù nghe nó gần gũi quá ha. Ừ. Đi ăn cắp mà nghe chữ tù thôi bỏ đi. Ừ. Ủa mà thổi tù. Trời ơi, là biết cái nơi mình sẽ về luôn đó. Trời ơi chắc anh ơi anh chắc anh ấy sẽ về. Đó, rồi để vậy đi, tao cúng chờ tới chiều là xong mà. Yên tâm mày coi. Yên tâm. Giờ mày coi tao như cái bàn thiên đi đó. Mày là bàn thờ mà. Rồi vậy đi. Nhan có luôn nè, thấy không? Một mình cái đầu mày là bao gồm trọn gói luôn á. Để đây cho nó cao. Tao thấy cái nét đẹp mày bách quá quá. Bây giờ nè, tập trung vô khấn đi. Mày khấn đi, lẹ lên. Mày sắp trái cây đồ lên đi rồi tao cúng. Trời ơi, thiệt tình á, nguyên cái mâm ngũ quả luôn. Nhân bài thiên địa linh là linh vàng ơi à vàng. Đã cho đứa nhỏ ngày hôm nay đi lùm vàng. Thơm đi, thơm đi. Hey! Cầu quá, giảm cái năng lượng lại. Cầu cái gì mà tru dữ vậy? Cầu thần đàng hoàng mày. Mày cầu thần gì mà mày tru dữ vậy? Tao cầu thần voi. Cầu cho thần voi phù hộ tụi con. Cầu cho tụi con đào được vàng. Mà phải vàng 18 nha. Vàng 18 mới chịu nha. Dễ sợ ngu, nãy giờ tao đứng tao nhịn là thôi đi. Đã cầu lỡ cầu thì cầu vàng 24 ra vàng 4 thước 9 thì cầu vàng 18. Ngu dễ sợ ngu. Mày mới ngu á. Má tao nói là vàng 18 mới ngon mà, nhưng mà ngu quá. 18 làm gì ngon? Vàng 18 nó lâu hơn, để lâu hơn mày hiểu không? Mắc mới gì vàng 18 để lâu hơn vàng 24? Lâu hơn vàng 24. Tại sao để lâu hơn vàng 24? Nó cứng hơn. Vàng 18 nó cứng vàng 24. Làm sao mày biết vàng 18 cứng vàng 24? Mày cắn nè, vàng 18 mày cầm mày cắp. Đó, không suy xỉn được. Vàng 24 mày cắn nó mềm mày liền hiểu không? Thôi được rồi, đừng quan trọng chuyện đó. Bây giờ quan trọng là mình cái đó là để sau đi. Bây giờ lỡ là tới đây rồi phải đào phải không? Bây giờ quan trọng là đào được vàng chia làm sao? Chia sao? Thì bây giờ chia 5 năm nha. Chia 5 năm. Là chia làm sao? 5 năm đó, 5 năm là giống như là 50% đó. Mỗi đứa 50% là 1/2 của nhau đó, hiểu không? Không hiểu không? Nói hơi khó hiểu thì tao nói cho dễ hiểu nè. Giống như 1/2 á, là hai đứa thí dụ làm 1/2 đó là quy ra nó là 50%. Vậy đi, cho hình dung đi. Bây giờ mình quy về cho nó dễ, thí dụ như lượm được 10 cục vàng. 10 cục vàng. Thí dụ mình lượm được 10 cục vàng. 10 cục vàng. Thì thí dụ mình chia 50% đúng không? Đứa 7 cục, đứa 3 cục. Ba cục. Thấy chưa? Đó. Mày phải chia đều chứ mày ngu quá con. Đúng rồi. Mày phải chia đều ra đứa 7, đứa 3 vậy đó. Đúng rồi. Là đứa nào 7, đứa nào 3? Tao 7, mày 3. Dĩ nhiên là tao phải 7 rồi. Tại 7 nó là 50%. Hiểu không? 7 là 50%. Mà 10 là 7 là 50% của 10. Là 3 là 50% còn lại. 3 là 1/2 còn lại chứ mày 50%. Là 1. Mày hiểu chưa? Tao thích mấy thằng bạn như mày. Từ ngày mày mọc chôm chôm trên đầu là mày thông minh hơn. Hay nếu mà tao không hiểu là tao bị ngu đúng không? Nếu mày không hiểu là mày ngu lắm đó. Mày nói hiểu đi, mày thông minh liền. Tao hiểu mày. Hay quá, thông minh. Tao hiểu mày. Đánh giá cao mày. Tao hiểu mày. Ok. Mày xuất sắc, mày kiểu mày xuất sắc luôn á. Ok. Rồi 50 mày. Chúng ta phải là bạn nha. 50 chúng ta là bạn. Hiểu, ok. Bây giờ mình đào đi. Mình đào. Đừng nói nữa. Đúng, mình phải đào. Đào. Mình đào đi. Bây giờ đào khu nào? Mình đào khu nào? Mày đào hướng mặt trời mọc. Hướng mặt trời mọc. Ở trên đây tối quá, mặt trời đâu mọc mày. Đào hướng mặt mày đi. Cái hướng mặt mày mọc đâu là mày đào hướng đó. Không phải là cái mặt tao mà nhìn đâu là mày đào đó đúng không? Đúng rồi, cái mặt mày đào đâu đi. Nhìn đâu là đào đó. Cho đại mình một cái hướng đi. Đó là ngẫu nhiên. Đó. Ê mày muốn đào tao mày nói. Mày muốn đào tao mày nói nha, mày không cần phải me tao nha. Không phải, ý là tao cơ. Mày muốn tao đào ở đâu thì tao nhìn ở đó, mày hiểu không? Chứ đào mày làm chi? Phải không? Mỗi đường hướng nha. Rồi đứa nào phát hiện được cái gì la lên nha. Bây giờ chia ra đào đi. Mày làm gì mày xúc sổ thấy ghê vậy? Ê sao tao thấy giống vụ mưu sát quá mày. Cái hiện trường này giống mưu sát nè. Mày canh cho tao tuột xuống, mày phập xuống hả mày?
Đúng quá. Tao định đào cái hướng đó hay không? Ý là mày nhích kìa, tao đào nè. Nhích ra nè. Tao đếm tới ba, mày nhích ra nè. Mày không nhích kìa, tao đào luôn nè. Một, hai, ba. Mày kia tao buông ra là tao tuột rồi. Hả? Cái gì mày? Mày kia tao buông ra là tao tuột phải không? Không có mày ơi, mày tập trung mày đào đi. Đứa nào phát hiện được cái gì ra nghe. Phát hiện là mày la lên liền cho tao. Ok. Không tao hỗ trợ mày. À! Quá hả? Không có cái bình nó rớt, tao hết hồn. Cái bình nó rớt. Thiệt tao mệt mày lắm luôn á. Ừ, cái bình nó rớt nha. Làm ăn đàng hoàng đi. Thì phát hiện la lên nha. Đây không phải là tiết mỹ thuật. Đây là ăn trộm. Chúng ta không có nhiều thời gian cho văn nghệ, văn hóa. Phải là phải xuất khẩu ra đào đúng không? Dạ. Đào, đào, thôi ông ai biết. Năng lượng vào. Năng lượng đúng rồi. Tao nghe cái gì kêu tao. Đúng rồi. Hay. Hay. Cái gì đấy? Hay. À. Có rồi phải không? Có rồi phải không? Quất vô chân tao mày ơi. Mày có bông gòn không chứ? Tao không có bông gòn mà tao có mớ bông cúng đó. Mày đắp cho. Hả? Mày điên hả? Quá. Mày phá quá. Tao nói thiệt mày tào đi. Mày phát hiện được cái gì là mày cứu tao. Ừ. Trời đất ơi. Mày cũng phá quá. Giang ơi. Tại sao kiếm hoài không thấy gì hết vậy? Gì vậy ba? Giang ơi. Kêu vàng á, kiếm không ra. Trời ơi mày ơi, giờ tự nhiên mày kêu vàng tao tưởng hiểu không? Bây giờ mày kêu cái tên khác đi. Mày mắc cười quá thần ngưng mà kêu cái tên gì khác. Bây giờ mày đặt cho ổng một cái nickname gì đi, mày hiểu không? Trời ơi, ổng cần có nickname nè. Khấn mà nickname cái gì? Không lẽ cho tao kêu ổng là Zalo ơi. Mày đặt ổng Zalo đi. Rồi Zalo ơi. Yeah. Kiếm gì được phát hiện tao nói tao nghe nha. Khổ quá. Yeah. Cái núi mà có miệng vậy? Miệng gì mày? Mới nghe cái gì đổ cái đụng ra. Tao chọi cục đá. Một lần nữa tao phơ mày hai phơ nha. Tao hết vĩnh ngợn nhẫn nại với mày rồi đó. À, ê, cái gì vậy? Tao lỡ dùng cục đá là mày hết tồn đi. Một lần nữa thôi nha, đừng phá tao nữa nha. Biết rồi. Khu vực đó của mày. Ờ. Ok. 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 Tiếng gì không? Giang. Giang. Mày mày phải kêu Zalo mày ơi, hồi nãy dặn rồi. Mày cầu ổng là mày phải Zalo. Zalo mày kêu Giang. Zalo. Không có lồ. Giang. Không có lồ. Giang. Không có lồ. Gon. Bậy mày bậy nữa, gon là phải vậy nè. Nếu mà gon phải không? Mày muốn gon tao cho mày gon nè. Gon là để đây nè. Đó, mày đứng cái tướng vậy mày gon nè. Đó, gon nè. Đó, gon thấy không? Dạ. Gon. À, cái này mới gọi là gon nha. Là phát âm chính xác là go. 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 Ok, tao dạy luôn. Go, go. Cuối cùng go, go. Go. Go chứ không phải go. Go. No. Không đừng có đợi người kiếp chó ở đây đừng. Trong trường hợp này mày nói vậy đi. Không tao không vậy. Nghĩ sao vậy? Mày đào được vàng mà đúng không? Ờ. Vàng mà. Vàng gì? Đây là vàng. Vàng gì? Vàng y. Vàng y. Vàng y là vàng gì mày? Vàng 24. Là vàng 9 là 4 số 9. Trời ơi vàng mày làm gì mày dẹp đi, nó cứng nhắc à. Mày kiếm mấy cục vàng mềm á. Cái cục mềm nó mới quý mày ơi. Mày dèm mềm mày chạy mày ăn tiết canh đi. Mày đi ăn mày liền vợ của tao. Đó, mày còn... đó tao cho mày xạo hả mày đó. Ê tao mới đạp cái gì mềm mềm mày... ở đây luôn nè. Tao nè mày tao mày không biết mày mới đạp tao xạo mày. Đây là vàng y ông cố nội ơi. Là vàng thiệt đúng không? Mà cái này chia không có được. Tôi dám tóc tụi mình đã. Cái này không phải là hồi nãy mình giao là hai đứa kiếm mới là chia. Ừ. Còn này là của tao mà.
Đây, nãy mày liền á. Mày liền là mày mất rồi. Ủa, nó kỳ vậy? Nãy mày cuộc này mày liền, mày nhớ không? Hay cái bùm vụ mà chấn động đại địa chấn là tao giật hả? Đó, tao lúc tao nã mày là mày liền rồi. À, là... Nãy gớt đầu tao mà. À, là của mày. Đúng rồi. Đúng không? Ủa, sao tâm lý mày kỳ kỳ ha? Của mày, mày khùng. Mày không giành luôn hả? Không, tao không chia luôn. Mày chia tao giận á, mày chia tao bỏ về luôn á. Ủa, tâm lý mày kỳ mày ơi. Mày giành giùm tao đi. Của mày. Mày kỳ quá. Mày giành đi. Mày tìm được là của mày. Tâm lý mày sai rồi, mày giành đi mày. Mày không giành tao giận đó, tao không lấy đó, mày lấy đi, tao nói thiệt mày, mày giành tao đi. Tao giành, tao không giành. Mày giành đi, mày nên giành. Rồi vậy thôi tao về. Ê, mày rồi. Mày rồi. Mày bày lắm rồi. Để đi lát mình cưa 5 năm nha. Ừ, tao 7, 13. Bây giờ có chia nhau là vui rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mà không bao giờ một có một cục, kiếm được một cục nó phải lầu ra nhiều cục khác. Đúng rồi. Vàng lúc nào nó cũng nằm nhiều cục với nhau. Mày nhìn đi. Đúng không? Ngỡ tướng mày mà bao nhiêu cục. Mày nhìn đi, bao nhiêu cục trên con người mày. Làm sao có một cục mày được, mày phải kiếm. Hay quá. Kiếm đâu nào? Kiếm ở đâu? Hồi nãy tao đào cái cục này ở đâu? Hả? Tao đào cái cục này ở đâu? Trong vòng cái khu vực này. Cái khu vực mấy cục này thôi, cũng mấy cục này thôi. Vậy là mấy cái cục này là có vàng hết à? Tao tiếp đi. Mày giật mấy cục này là đá má. Đá, đá nè. Ờ, đá. Vàng nằm dưới đá, đào nè. Vàng nằm dưới đá. Đào. Vàng nằm dưới đá. Tao đào luôn. Mày phải cố. Đào. Đứa nào đào trước đứa đó hưởng. Ừ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ba má ơi. Cái gì vòng trùng rồi? Cái gì mà mày đăng quang qua hậu giờ này vậy má? Ba má gì đó đâu? Tao không thể nào tin được. Cái gì? Cả cuộc đời đi đào vàng, chưa bao giờ tao nghĩ là tao sẽ đào được hũ nước mắm nhỉ hết. Phải rồi, phải rồi. Đứa nào ác cạn nó cho hũ nước mắm trên đây vậy? Không có đâu. Mày nghĩ đi, mắm nhỉ nó phải là cái lon mà nó có hoa văn như vậy. Cái này phải là cái hũ cơm rượu. Nó thật luôn. Mà có đứa nào điên lên núi ăn cơm rượu trời. Cơm rượu hả? Nó trời ơi, không chừng vàng ở trong má ơi. Vàng ở trong nó giấu. Ê, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Người ta chôn cái hũ vàng này nè. Giá lồ cho, cái này giá lồ cho. Nè, cái này là nó vương vãi. Nó mới vương vãi mà nó bự như vậy rồi nè. Còn cái này tích tụ nè. Trời ơi, tích tụ. Trời ơi, tao thương mày quá. Trời ơi. Để lên. Chúng ta, bây giờ chúng ta làm lễ. Dạ thưa gia lộ, ngày hôm nay con là vàng a của. Dạ con là bạc a cải. Nguyện sống với nhau đến trọn đời, răng long cầu bạc, trọn đời có nhau. Dạ. Ê, tính ra nếu mày đọc cái câu này là cái kết là tao với mày sẽ sống hạnh phúc trên núi suốt đời, đúng không? Đúng không? Phải xuống đất liền xài chứ. Phải xuống xài chứ. Theo cái thủ tục này cuối cùng là mình nói câu ai đu đó. Ờ đó. Thôi không. Mà trên núi này đu cái gì, trên này đu cây chứ đu cái gì. Mặt móc vàng ra. Móc vàng ra. Tao giữ này cho tao hạnh phúc. Trời ơi, là... Mày đếm người ta mấy cục, tao không có tâm thần. Tao không còn tâm lý, tao đếm nữa, mày đếm. Bây giờ mình chia trang cũ luôn nha. Ừ. Tao với mày chia đôi. Mày ba, tao bảy. Mày bảy, tao ba. Đúng rồi. Mày phải bảy. Để đi quay cục, để đi. Tao không dám nhìn luôn cái, tao sợ nó lóa chói mắt luôn á. Hay, đọc số cho tao thôi. Đừng nói tao gì hết. Tao chỉ còn biết con số thôi. Mày đếm đi. Ủa cái gì vậy? Con quỷ nào làm bánh trên đây nè hay gì nè? Con quỷ nào nó làm bánh mì nó giấu hũ bột trên đây nè. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy? Mày không cho tao số mà mày bắn pháo hoa không, cái gì không, không phải nó có... Mày bắn pháo hoa không, cái không, gì không phải đó? Không phải nó có... Cái gì vậy? Ôi vàng ơi. Ca mày Zalo mà ca mày go nga mà Zalo cô ba ca ra cái cô mà nè. Go Zalo cô. Tao nói gì tao biết tao chết đó. Mày là ai mà vô đây? Mà cô là ai mà cô nói? Hỏi tôi. Đúng rồi. Cô là ai? Cô là tôi. Tôi à? Tôi là chú. Rồi hiểu luôn. Bà chủ mày ngu quá.
bình thường mày thông minh bao nhiêu, giờ mày ngu bao nhiêu hả? Mày kéo mày cũng ngu quá. Mày kéo mày cũng đá tao ngu quá. Đá tao cả lên. Mày kéo mày. Mày bỏ tao à? Mày bỏ tao à? Mày kéo tao vậy? Mày kéo tao vậy? Cái gì? Mày bình thường mày thông minh sao giờ mày ngu quá nhỉ? Sao vậy? Thì người ta tới tao nói chủ đất mày tin liền nha. Ngu, để tao mày, để tao mày, để tao mày. Sao cô biết, sao tôi tin cô là chủ cái khu này? Cái khu này là của tôi, của gia đình tôi, ông bà tôi. Giấy tờ, sao giấy tờ? Đúng rồi, phải có giấy tờ gì chứ. Đưa cà quẹt coi coi. Ba ơi. Ba làm như ba cảnh sát giao thông vậy ba. Trời ơi, cà vẹt là người ta bắt xe, hiểu không? Mày ngu vừa vừa. Mày hỏi nó đi. Ngu quá. Nè. Dạ. Nếu như cô nói đây là khu đất của cô. Đúng. Cô phải đưa cái chứng chỉ ra. Cái chứng chỉ. Đi anh mày. Mày xàm nè. Mày làm như mày học Anh văn bằng thất hồ với chứng chỉ. Chứng chỉ là cái gì không còn biết tiếp. Hộ khẩu đâu? Mày đất hiểu không? Đất là nó có cái sổ gì nè. Cái sổ? Cái sổ. Sổ à? Sổ đỏ. Sổ đỏ. Sổ đỏ đâu? Sổ đỏ đâu? Không có sổ đỏ. Vậy sao biết được cái chỗ này là nhà của cô? Từ lúc sinh ra là ở đây rồi. Cái ôi vàng ơi. Thấy chưa? Tao nói cái này là vàng nè. Nó kia kìa. Vàng ơi. Tao có cảm giác nó đang lại. Mày. Cái này là hồ cốt của bà cô nội tao. Mày là bậy bậy thôi, nãy bả mà không siêu thoát được trời ơi, đi nè.